chào mọi người nhé, đã quay trở lại kênh xe chính hãng của em Linh ha. Thì hôm nay em Linh có mặt tại nhà máy chế biến mủ cao su Đồng Phú nha. Thì hôm nay bên cao su Đồng Phú đã ủng hộ bên Linh dòng xe máy đào liên hợp nha quý vị. Thì dòng này để dùng để xúc mủ cao su với là xé mủ cao su nhé tại nhà máy. Thì hôm nay là bên Linh bàn giao con khay với số loại là 570ST nhé. Thì con này hôm vừa rồi Linh cũng đã làm clip chi tiết rồi, thì hôm nay thì được bên Đồng Phú chọn lựa cái dòng này để cho sử dụng cho nhà máy bên mình. Đây thì ở khu vực chế biến mủ cao su của cao su Đồng Phú này. Thì quý công ty đã tin tưởng và ủng hộ cái dòng khay bên Linh để sử dụng cho nhà máy. Thì con này thì có những cái ưu điểm gì đặc biệt mà thuận lợi để làm việc tại các nhà máy cao su nhé. Thì như quý vị thấy là cái gầu con này với trên một nền xe mà sử dụng được nhiều chức năng, thì vừa xúc ủi này rồi cạp xả. Thì ngoài ra thì có thêm là cái đào này thì trong cao su thì dành để xé mủ cao su nhé, thuận tiện. Thì nhiều khách hàng thì chọn hai cái dòng để làm một công việc là xé một cao su rồi mà thêm một con xúc nữa, thì làm vậy thì tốn chi phí đầu tư. Thì con này thì thuận lợi thuận tiện cho quý anh chị luôn, quý công ty là con này lúc mình sử dụng con này để mình xé mũ xong rồi thì sẵn là mình ủi luôn ha, mình xúc lên để đưa vào nhà máy luôn, thì đó là tiền dùng. Thì hiện tại thông số gầu con này là một khối nha quý vị. Đây gầu xúc này một khối nhá. Đó, nguyên bản. Bên Linh sắp về cái dòng thì khối lớn hơn một xíu, thì mẫu mới. Thì anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ em Linh ha. Rồi còn con phía con đào cái đào thì nó là 0.12 nhá. 0.12 khối nhá quý vị. Cành này cành trượt. Cành trượt. Đó. Thì con này nói chung là sử dụng rất là tiện dụng luôn. Ngoài cao su ra thì bên cấp nước, cấp thoát nước thì làm xe này cũng khá nhỏ gọn, nó 7 tấn rưỡi quý vị, thì khá nhỏ gọn để đi vào các khu đường như cấp nước đồng thuận lợi là vừa đào các rãnh nước để bỏ đường ống, với lại thêm là dùng cái này để xúc những xe bành lên xe. Dòng này thì bên Linh nhập về có cái cabin luôn nhé, để lên phía trên máy trên khoang này để quay anh chị tham khảo luôn. Cái ghế này thì quay 380 này, 360 độ này, để vừa làm phía trước và lùi phía sau. Thì phía trước thì điều khiển chạy với lại là cành trước này đó. Rồi sử dụng các cành số ủi xúc và phía trước. Bên này bảng này bảng điều khiển này. Đó, bảng điều khiển. Còn phía sau thì sử dụng để cần cái cành đào nhé, cành đấy. Cành đi qua đi lại lên xuống. Thì dòng này thì có dòng cabin thì có máy lạnh rồi nhá, máy lạnh quạt đầy đủ. Thì mẫu này hàng này hàng nhập nên là quý anh chị cứ yên tâm về chất lượng ha. Chế độ bảo hành cũng quý vị cũng yên tâm và giá cực kỳ tốt trong đợt này. Thì lát nữa em Linh sẽ quay video trực tiếp cho anh chị để cái xe này làm trực tiếp ở xưởng luôn ha, để làm xúc mũ cao su luôn để cho anh chị hình dung rõ hơn ha. Đó, thì anh chị cứ quan tâm cái dòng này thì cứ liên hệ em Linh ha. Bên Linh là luôn luôn có xe có sẵn để giao ngay cho quý chị. Thì lát nữa em Linh sẽ quay clip để cho anh chị về vận hành của cái dòng máy xúc đào liên hợp này.